Vách bên cơ sở như em làm là vách đục tứ quý, tượng trưng cho bốn mùa là thịnh vượng các bác nhé. Hàng vân veo tuyển chọn, các bác nhìn xem này. Trong video clip ngày hôm nay thì em Biện muốn giới thiệu đến các bác một mẫu sản phẩm đời cổ nhưng hiện nay được khá là nhiều khách hàng vẫn đang tin dùng và sử dụng, làm bộ sản phẩm trường kỷ và được làm chất liệu gỗ hương đá. Hôm nay bên em vừa mới hoàn thiện BOM xong thì em xin quay một video clip ngắn giới thiệu tất cả quý vị khách hàng và em sẽ báo giá công khai các bác. Thì các bác cùng với em đi ở bên trong bộ sản phẩm này để ngắm các đường nét chi tiết các bác nhá. Thì như trên màn hình các bác xem đây, bộ sản phẩm này, bộ trường kỷ bao gồm là 3 món, gồm 2 đoạn dài đối diện vào nhau, một bàn to. Thì mọi người quay lại gần chiếc đoạn dài của em này. Đoạn dài thì bên cơ sở nhà em làm với kích thước là chiều dài là 2m cả phủ bì, còn tính là của nó là 1m97 các bác nhá. Và cao là 80, sâu là 60. Đây các bác nhìn xem này, bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em làm toàn bộ là hàng chọn gỗ và chọn vân, 100% chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương đá thì các bác biết rồi, cái loại dòng gỗ mà tốt nhất của dòng Lam Phi hiện nay được rất là nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Ưu điểm của gỗ hương đá thì tôm gỗ rất là mịn, còn vân veo thì cực kỳ đẹp, các bác nhìn xem trên hình này, gỗ rất là đều màu. Gỗ hương đá thì các bác dùng càng lâu giá trị càng cao các bác nhé. Trương thì toàn bộ em làm là trương dày 13 phân và vân veo, các bác nhìn xem này, để trơn vân veo cực kỳ đẹp. Toàn bộ em làm là hàng chọn vân, có 3 bộ sản phẩm này. Vách bên cơ sở như em làm là vách đục tứ quý, tượng trưng cho bốn mùa là thịnh vượng các bác nhé. Vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai, các đường nét này hoàn thiện tinh kỹ qua 5 lớp, 3 lớp lót, 1 lớp mò, 1 lớp bóng. Các bạn xem này, đục kênh bong rất là đẹp các bạn. Tất cả các cái hoa văn em đục để hoàn thiện, các bạn nhìn xem này, em quay cận cảnh các bạn xem này, hoàn thiện tôi nhẫn thín các bạn nhé. Bộ sản phẩm này thì bên em sơn là sơn BOM G7, cái dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan này, được rất là nhiều khách hàng sử dụng các bạn. Mặt thì bên cơ sở như em làm mặt xẻ nguyên một tấm này và làm dày là 2 phân. Hàng vân veo tuyển chọn đẹp mê hồn, cực kỳ đẹp các bạn. Xẻ nguyên một tấm dày 2 phân để các bạn nhìn xem này. Đây, cái mặt này em làm mặt tràn nữa, dày 2 phân. Kể cả tất cả cái tay cầm này, các bạn nhìn xem này. Bên em làm hàng chọn vân hết và chọn gỗ. Tay cầm này em làm là chiều dày này là 12 phân. Em thử ngồi các bác xem cái đoạn trường kỷ nó sẽ ngồi như nào. Mẫu đời cổ nhưng mà ngồi rất chi là sướng và thoải mái các bạn. Đây các bạn nhìn xem này, một cái đoạn dài này ngồi được khoảng 4 người lớn, rất chi là thoải mái luôn các bạn. Đây các bạn nhìn xem này. Tiếp theo đó là yếm bên cơ sở như em làm là yếm đục rơi nghiệm đồng tiền và đục các hoa văn này chạy xung quanh này. Các bạn xem này, kể bên trong lỗ này bên em hoàn thiện tinh kỹ hết rồi các bạn nhá, sờ thôi nhẫn thín. Ở chân thì bên em làm là chân bộ trường kỷ là chân dày 6 phân, hàng hoàn thiện tinh kỹ. Bộ sản phẩm trường kỷ này bên cơ sở như em đang bán với một mức giá là 28.800.000 là giá hoàn thiện đẹp kỹ các bác nhé, tặng các bác làm kính bàn. Đến với sản phẩm tiếp theo là một chiếc bàn, một chiếc bàn, bàn to với em làm với kích thước, em đo mọi người xem này, rộng là 53 và chiều dài là 1m13 các bác nhé. Mặt bàn làm xẻ nguyên một tấm đấy, cực kỳ dày, hàng vân veo tuyển chọn, các bác nhìn xem này. Các cái yếm này bên em cũng đục là toàn bộ các hoa văn là rơi ngậm đồng tiền, tất cả bên trong lỗ các bác nhìn xem này, hoàn thiện và nhẫn thín các bạn. Mắt ché thì sao em bé sờ tôi lì tít. Bàn lớn này với cơ sở như em làm có làm kèm theo đó là hai ngăn để cho các bác để đồ này, hai ngăn đầu tiên này để các cái vật đồ trên này rất là tiện này, ngăn dưới này cũng là ngăn để đồ các bác nhé. Chân bàn thì với cơ sở như em làm chân bàn dày là khoảng 4.5 phân. Mẫu trường kỷ này thì các dành cho những cái bác nào mà có trong cái tầm tuổi khoảng tầm 50 cho đến 60, rất là thích chơi những cái mẫu sản phẩm trường kỷ như này các bạn. Kê vào bên trong phòng khách những cái mẫu không gian là nhà ống này, nhà cổ thì cực kỳ sang trọng và đẹp các bạn. Đây là cái sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ ba là chiếc đoạn dài làm kích thước y hệt chiếc đoạn dài đầu tiên. Các bác có thể nhìn thấy này, vân veo của bộ sản phẩm này em làm hàng chọn vân toàn bộ và hoàn thiện tinh kỹ mọi nhau. Tất cả các chi tiết này, trương này, mặt ván này, các bạn xem này, vân veo siêu siêu đẹp, cực kỳ đẹp. Và kể cả mặt so luôn, em quay mọi người mặt so chiếc đoạn dài này.
Mặt sau thì bên em làm là vách để trơn, đục quả chám khung gương để trơn này, các bác xem này. Thì mọi người mà xem được video clip của bên cơ sở anh em, các bác hãy ủng hộ em Biện bằng một nút like và một nút chia sẻ các bác nhé. Em xin công khai báo giá các bác lần nữa là một bộ sản phẩm Trường Kỷ gỗ hương đá, hàng hoàn thiện tinh kỹ, hàng đẹp này bên em đang bán với giá là 28.800. Giá đã bao gồm là tặng cho các bác là một combo cây trà trị giá 1.2 triệu, hỗ trợ vận chuyển 50 km, tặng kính bàn kính đôn dày 1 phân, chế độ bảo hành là trong vòng 15 năm về chất lượng của sản phẩm này, chế độ 1-1 trong vòng 30 ngày. Các bác nào mà quan tâm một sản phẩm này, các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng. Địa chỉ nhà em là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích cơ sở nhà em lên đến 5.000 m², có hàng trăm các sản phẩm để cho các bác qua xem. Đấy, các bác quan tâm thì rất mong được các bác liên hệ hotline số điện thoại em để trên màn hình là 0985357733. Mọi người có những bình luận hoặc có ý kiến gì, các bác hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã mất chút thời gian để xem hết video clip bên cơ sở nhé em. Và em xin chào và gặp lại mọi người những video sau. Xin chào.